Chị hè rồi mà vẫn ngủ ấy. Dậy lấy nó đi ngủ. Dậy ngủ như một con lợn không dậy đúng không? Dậy đi, cho đi chơi. Dậy đi, đi chơi. Ngủ không dậy thì có cách chơi. Cái gối này em. Đây cũng là cái gối. Ôi, cái gì mà ngon thế? Sữa à? Em à, ngồi đây nè. Ui, sao đợi em lâu thế? Thầy cứ 5 phút mà cũng lâu nữa. 5 phút em nhìn em, trời mát như này, 5 phút chả buồn ngủ. Em làm cái gì mà lâu vậy? Tao cho người ta uống sữa nữa. Em cũng thương dạo này nghỉ hè nhà ngủ nhiều. Nằm đâu cũng buồn ngủ ấy. Thế là nó mới buồn ngủ ấy chứ. Cái này ngon thế, úi trời, tham cho người ta uống cơ. Ai bảo sống người ta. Chị uống hết bây giờ. Thôi đi học đi. Đi học đi, ôi chị buồn ngủ quá, ngồi đây mát lắm. Chỗ này em mát thôi là mát thế. Hôm nay lại phải đi học thêm, trời ơi nghỉ hè mà vẫn phải đi học thêm. Xin chào tất cả các bạn, các bạn xem và ủng hộ mình và subscribe cho mình nhé.